Let's go. Hello. Okay, now go eat dim sum, dim sum. Dim to tak, dim to tak. Richie mến chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Richie. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bên những người thân yêu. Quý vị thân mến, hiện tại tụi Richie đang trên đường đến nhà hàng Diêm Tử Tặc để ăn sáng với những món dim sum kiểu của người Hoa. Quý vị hãy cùng với Richie chúng ta vào bên trong nhà hàng để xem và tìm hiểu thêm những món ăn của nhà hàng nhé quý vị. Nhà hàng nấu rất ngon nên lúc nào cũng đông khách hết đó quý vị. Diêm Tử Tặc có mặt ở Sài Gòn vào năm 2015 và nổi tiếng rất nhiều món ngon như vịt quay Bắc Kinh, barbecue ba loại. Riêng về những món dim sum thì rất là đa dạng và rất là đẹp mắt mà rất là ngon. Ví dụ như là xá xíu nè, chân gà hấp xì dầu, sủi cảo Bắc Kinh, vân vân. Có rất nhiều món quý vị tha hồ mà lựa chọn luôn quý vị. Uống trà nóng là trà bông cúc nè. Một phần là gì gì à? Như bình trà hoa cúc này là 70.000 đó quý vị. Quý vị uống hết sẽ có phục vụ tự động tới chăm thêm cho quý vị. Nếu mà quý vị đã từng ăn bánh bao Thượng Hải rồi, chắc quý vị cũng biết bánh bao Thượng Hải có đặc điểm rất lạ. Đó là bên trong có nước, khi mà quý vị cắm vào nước nóng tan trong miệng luôn quý vị. Rất là ngon, ngọt nữa. Còn về phần chân gà thì quý vị cũng thấy màu sắc rất là đẹp. Chân gà họ hầm rất là mềm. Quê kha, wow. Gà. Đây là phần cháo trứng bách thảo giá 88.000, bên trong có thịt nạc. Cháo nóng ăn kèm với trứng bách thảo thật sự rất là ngon. So let me try the porridge. Trứng bạc thảo. Good. Hồ tiêu bỏ ăn hồ tiêu này. Em ơi cho tiêu chẳng. Đây là món tàu hủ kia chiên giòn, giá là 88.000 đúng quý vị.
Bên ngoài là tàu hủ ki, nhưng mà bên trong thì là nhân tôm ướp có sẵn gia vị rồi nên ăn rất là vừa ăn. Ok. Nhìn ngon quá không vị. Không sợ. Món chân vịt này bên trong có chả cua và chả tôm, bên ngoài thì được cuốn bằng chắc là tàu hủ ki đó quý vị. Món này có giá là 88.000. Chân vịt được hầm rất là mềm, cái món này ăn rất là ngon quý vị. Ngon đơ thật cua nữa. Wow, ngon. Đây là món móng cái dồn tôm sốt đậu ngư, giá là 88.000. Lấy ngoài không ra. Sầu long bao. Ô, chui đậu rồi. Ô, the water. Đây là món tôm viên hấp trứng bắc thảo, 88.000. Nhìn rất là lạ mắt và rất là đẹp. Prawn. That's right. Đây là món thú linh cải chua hấp với tiêu đen. Thú linh thì ở nhà hàng người Hoa thì người ta gọi là thú linh, nhưng mà thực sự là bên trong là lòng heo đó quý vị. Món bánh cuốn hấp tôm là 88.000, ở ngoài được cuốn bằng bánh cuốn mềm, bên trong thì ngược lại giòn, rồi đến nhân tôm rất là đặc biệt. Giò cháo quẩy thì vừa nóng vừa giòn. Món này 40.000 đó quý vị. Bánh nướng mực ong có giá là 58.000. Ở bên trong có xá xíu, ở ngoài thì ngọt, ở bên trong thì là nhân mặn. Ăn cũng rất là lạ. Còn đây là món mì tươi Hồng Kông, có giá là 120.000. Món này thì thịt bò rất là mềm, còn sợi mì thì được làm bằng tay nên rất tươi và rất là giòn. Let me try the beef noodles. Good. Very tender the beef.
Vượt lên gì chưa? Nhìn chung thì món nào cũng ngon. Các món dim sum thì có giá khoảng tầm 68 tới 88 ngàn thôi quý vị. Tụi Đức chi 4 người kêu rất nhiều món, nhưng mà tổng bill thì chỉ có khoảng 1.252.000, cũng không mắc lắm đâu quý vị. Video của Đức chi đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã xem cho đến hết video. Đức chi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Well, we order many dish, so full now, and very cheap here, 1%, 1.2 million.